Vâng, Cửa Lô xin mến chào toàn thể bác nhá. Và trong video clip buổi chiều hôm nay thì các bác thì xem buổi sáng hôm nay thì em mình về lô loa Bailali của Mỹ cũng như là về ba cặp súp bắt neo. Vì số lượng về không còn nhiều thì nhưng mà trong trong lô này thì có 4 quả đẹp và 2 quả này thì nó đẹp nhưng mà vì là nó gọi là hình thức nó đạt được giảm đi 5% nữa, gọi là đạt được khoảng 85%. Đấy, hình thức quả nha bác nhá. Hàng bao zin bao xịn, những quả leo bác chơi ra đánh sự kiện thì tuyệt vời luôn. Và em bán thanh lý giá thợ luôn, nghe về thanh em thợ lấy công mà các bác chơi sự kiện thì tuyệt vời luôn. Quả này hiện tại Hiếu Minh đang bán giá 7 triệu đồng. Thì nay em có 2 quả hình thức đây, dưng được lên. Hàng bao zin bao xịn nhá. Đây này. Rìa này này. Có nhìn không? Rìa này. Rìa đặt vào vành này này. Đấy. Đặt nâu thì một tí sơn này bay cho bông tí này thôi. Đấy, đâu. Của bát nha, bát neo của Italia thôi nhá. Đánh bảy màu này. Bát thì đẹp hết rồi, chỉ mỗi cái rìa ở đây thôi. Xịn sò nhá. Xịn sò bác đánh ngoài trời tuyệt ga luôn. Bác nhìn bát màng rất sâu. Đấy. Màng rất sâu luôn, màng ngấn nhá. Giá anh bán là 5.600.000 đồng một quả leo này. Bán cho anh em thợ thuyền về vô công và các bác chơi gia đình. Em sự kiện thì tuyệt vời luôn. Con này côn rất là lớn, côn gần như 110 ấy. Để đánh được quả súp này các bác chơi cho em con đẩy nó tầm 800-1000 W thôi nhá. Súp 50, súp mặt lấy anh ấy thích thước, bởi vì lúc trưa nay quay rồi mấy anh em kia mua hết mấy quả kia rồi thì còn 2 quả này thì bán nốt cho các bác. Đây thước đây. Được rồi. Được rồi, thước đấy cũng được. Đo anh kích thước thùng với. Đấy. 69. Rồi. Nha. Đây có chân luôn nhá, có chân và có hộp cắm loa nhá, rồi có hộp cắm loa. Ngang là 55 cao. Lên. Sâu đây là độ sâu ạ, độ sâu là 60, cũng như 59-60 này. Đấy. Đấy xem kích thước cùng rất là gọn, bắt neo nhá. Brit thước của Mỹ nhá, và súp của USA. USA nhưng mà sử dụng ở diver là bắt neo Italia. Một cặp thôi. Một cặp này nó bị bong bong chìa. Dìa về em bán luôn cho dọn kho luôn. Bán gọi bán hỏa gốc cho anh em. Mỗi vậy thôi. Thực ra cái vết này ấy, là em nếu em lấy dây giáp giáp nhẹ đi em xịt sơn là hết luôn. Nhưng thôi, một quả về anh em chơi giá tốt cho các bác chơi. Đấy. Rất nhiều bông tôm đánh cực kỳ uy lực, nước anh thùng lên lần nữa nào. Có hai tay xách hai bên nhá, đặt lên đấy úp vào. Súp củ bát neo với củ bát của Ý này thì cho tiếng bát nó mềm, nó sâu, nó bay xa. Vì củ leo ấy là đánh nó rất là phủ rất là xa. Một đôi này các bạn đánh được khoảng độ 300 khách là bình thường. 300-400 khách nữa nhá. Đây hộp cầm loa đây ạ. Hộp cầm loa này. Nó thiết kế như căng gần như tựa như dòng Martin. Ba là S18 bác nhá. Công suất 500W. Đấy, 500W là thông thường và đánh cực đại, chịu đựng của nó lên đến khoảng 1000W các nhá. Và đây giải xuống rất là sâu anh nhỉ. Thông thường những dòng súp thông thường nó phải là 45 đến 50 thì đây dòng này này 40 đến 100 kilo 20 kHz bác nhá. Đối điện 99 dB. Thùng quách rất đẹp luôn. Thùng quách còn rất là đẹp bác nhá, thùng gỗ ván ép chống nước vứt ngoài trời mưa nắng thoải mái. Nếu clip em nhá hình cũng thanh lý luôn một cặp luôn. Đôi súp xịn sò giá tốt cho anh em chơi. Súp củ leo. Nó đo kiểu củ vòng côn nào. Để nhìn thẳng lên xem côn bao nhiêu. Cứ đo lên, chia lên ra. Như côn nào. Không côn. Côn nó khoảng 110 đấy bạn. Khoảng 110 nhá, côn 110 nhá. 110-115. Cổ côn cực kỳ lớn luôn bác nhỉ. Em tính ở giữa này, vì cái vòng nó sẽ ở giữa bác nhá. Đấy, côn 110 rồi nhá. Neo coi 110. Rất là lớn luôn. Zin rất là đẹp luôn. Cá mua cặp bát này thôi cũng rất là đắt tiền rồi. Thế có cặp thùng luôn nữa, bán giá tốt cho các bác chơi. Và chơi cặp này thì tuyệt vời luôn. Đây là bát neo của Italia các bác nhá. Đấy, clip này em thông báo cũng xanh nhí cho anh em một cặp để cho kho lốt. Và hẹn cho các bác ngày mai kia. Đợt này em sẽ, vì sắp tới nhà Hiếu Minh đã chuyển kho và các bác là lịch trình có một chuyển sang kho mới. Nên là em có những cái hàng nào mà lẻ cứ một vài đôi, kể cả có đẹp hay là nó phẩy thế nào thì em bán hết cho các bác luôn. Bán giá tốt cho các bác dịp lễ, dịp hè này. Xin chào tạm biệt các bác ạ.